Thưa quý vị, thưa các bạn, trong giai đoạn mới của hội nhập kinh tế quốc tế, cần đặt trọng tâm hàng đầu vào việc thực thi và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, các hiệp định của ASEAN với các đối tác. Tuy nhiên, cơ hội trong CPTPP là rõ ràng, nhưng thách thức cũng tồn tại, đó là khả năng cạnh tranh. Vì vậy, Việt Nam cần phải tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Việc thực thi và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đưa Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Khi có được hiệp định với các thị trường lớn có chất lượng, Việt Nam có cơ hội rất lớn để nâng tầm năng lực kinh tế cũng như chất lượng, chiều sâu tăng trưởng cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận trình độ khoa học công nghệ tiên tiến và trình độ quản lý của khu vực kinh tế nằm trong top đầu thế giới hiện nay. Rõ ràng cơ hội là rất lớn, nhưng để tận dụng được còn đòi hỏi cả quá trình tiếp sau. Đó là các bước triển khai để cho hiệp định đi vào thực tiễn và các doanh nghiệp, nhà quản lý phải nắm được thời cơ thuận lợi, thách thức, bởi nếu không làm tốt, mặt thách thức sẽ lớn hơn. Có thể nói là CPTPP là một trong số những cái hiệp định trong ba cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà có cái cam kết với đối tác là thuộc hàng là cao nhất. Trong đó thì nó không chỉ giới hạn là về những cái cam kết về mở cửa thị trường, cắt giảm thuế mà nó còn mở rộng hơn nữa những cái cam kết phi truyền thống, động chạm tới cả những vấn đề như là phát triển bền vững, như là môi trường, như là công đoàn, như là bảo vệ quyền lợi người lao động vân vân. Thì và minh bạch hóa thông tin rồi thì minh bạch hóa những cái quy trình xử lý tranh chấp về sở hữu trí tuệ ở trên thị trường trong nước và quốc tế với các đối tác CPTPP. Chính vì vậy cho nên là có thể nói là đây là một cái hiệp định mà có cái cam kết, cái mức cam kết mà cao nhất và rộng nhất. Hiệp định CPTPP cam kết tương đối rộng so với các hiệp định thương mại tự do khác, không chỉ nằm trong lĩnh vực trao đổi, xuất nhập khẩu mà còn liên quan đến cách thức sản xuất ra hàng hóa để trao đổi, có ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng, xuất khẩu, đặc biệt trong thị trường các nước nội khối. Các hiệp định thương mại tự do nói chung và CPTPP nói riêng có thể giúp GDP Việt Nam tăng thêm lần lượt 4,3% và 1,3% vào năm 2030. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU đến năm 2030 dự kiến tăng thêm khoảng 44,4%. Xuất khẩu sang các nước trong CPTPP đến năm 2035 sẽ tăng 14,3%. Sau 10 năm thực hiện thì 90 đến 100% cái dòng thuế của Việt Nam, thuế xuất khẩu của Việt Nam hay là nói cách khác là thuế nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam vào các đối tác CPP thì sẽ được cắt giảm. Đấy, thì đây có thể nói là đây là một cái mức mà cam kết rất là lớn và chính điều này thì sẽ mở ra cái cơ hội cho hàng hóa của Việt Nam cũng như là dịch vụ của Việt Nam có thể là thâm nhập vào thị trường các đối tác CPP, CPTPP một cách là thuận lợi hơn, rộng mở hơn. Để doanh nghiệp có thể tận dụng được lợi thế từ các hiệp định này, trước hết phải hoàn thiện thể chế, các hệ thống chính sách, pháp luật phải tương đồng, phù hợp theo yêu cầu của các hiệp định mà Việt Nam đã cam kết mở cửa. Tiếp đến, các doanh nghiệp phải nắm bắt được các cơ hội, thách thức. Vì vậy, cần coi trọng công tác tuyên truyền, đưa ra các thông tin có liên quan về thời cơ, thuận lợi và thách thức để doanh nghiệp nhận thức đầy đủ. Thêm nữa đó là cần nâng cao năng lực quản lý, quản trị hành chính của nhà nước ở các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, tạo cơ hội cho hoạt động của các doanh nghiệp tiếp cận được các điều kiện kinh doanh. Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp cũng là tiền đề tạo cơ sở cho quá trình hội nhập thành công. Đây là vấn đề lớn trước mắt và lâu dài phải làm để quá trình thực thi hiệp định mang lại hiệu quả như mong muốn. Đối với các cái hiệp định CPTPP thì chúng ta có thể thấy rõ rằng khi mà một doanh nghiệp làm sai thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái cộng đồng doanh nghiệp và nó sẽ làm cho chúng ta không chỉ tổn hại đến nền kinh tế của một ngành mà của cả Việt Nam nữa. Chính vì thế mà các cái doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt rất là chặt chẽ, đặc biệt là không được gian lận trong thương mại và chúng ta cũng không có sử dụng những cái quy tắc xuất xứ sai trái mà phải đáp ứng một cách và tuân thủ một cách đầy đủ chặt chẽ các cái yêu cầu đó cũng như là phải nắm bắt được các cái điều kiện tham gia thị trường của các cái thị trường của các nước trong khối CPTPP để mà chúng ta thực hiện một cách đầy đủ và chặt chẽ nhất. Thì trong cái hiệp định này thì tất cả các nước đều là giảm thuế 0% mà nên là chính cái đó là đều phải có cái sự cạnh tranh về cái chất lượng, về cái mẫu mã. Chính vì vậy mà doanh nghiệp chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao mà xây dựng được một cái thương hiệu, xây dựng được một cái chuỗi sản xuất, làm sao đem được cái chất lượng rồi cái mẫu mã tốt nhất.
Trong thời gian qua, chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực tổ chức triển khai nhiều giải pháp để tận dụng cơ hội mang lại từ các FTA. Về phía Bộ Công Thương, đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó từ chú trọng hoạt động tuyên truyền, phổ biến để các doanh nghiệp tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi về tiếp cận thị trường và cắt giảm thuế quan của các đối tác để đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các thị trường đã ký FTA. Bộ Công Thương cũng đã tăng cường các hoạt động xúc tiến xuất khẩu theo hướng chú trọng mở rộng thị trường ở các nước đang phát triển, các thị trường tiềm năng và thị trường mới nổi. Trong thời gian tới, để tận dụng tốt các cơ hội mang lại từ quá trình hội nhập này, Bộ Công Thương đã và đang tham mưu với Chính phủ cũng như chủ động cùng các bộ ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tập trung triển khai các nhóm giải pháp từ tăng cường thông tin tuyên truyền, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực nghiệp vụ, hướng dẫn kịp thời về xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu đi thị trường các nước FTA nói chung và các nước thành viên CPTPP nói riêng. Bên cạnh đó, để hiện thực hóa thành công của các cơ hội cũng như vượt qua được các thách thức, sức ép từ hội nhập thì vấn đề cấp bách đặt ra là Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi tư duy kinh doanh, thích nghi với bối cảnh mới, tích cực tìm hiểu, nắm bắt thông tin và linh hoạt trong việc tiếp cận, tận dụng cơ hội.